Anh Tuân vùng cao đi trải nghiệm và đi tặng quà cho bà con. Thì hôm nay vào đến bản thì gặp anh em thanh niên thiếu niên và các cháu thiếu nhi này đang chơi ở đây. Kéo vào đầu các cháu nhá. Cái này mình thả rồi. Đây là đánh cù của đồng bào dân tộc Mông này. Đây mình đang đứng cách khoảng 5 mét. Xịt rồi. Xịt luôn. Xịt. Tay. À, mấy anh này đánh kém quá. Lúc nãy thấy đánh chuẩn lắm cơ mà. Đây là sân chơi rất hay các bạn này. Anh này lên đánh đi. Để mình lên đây nhá, mình quay cho mọi người xem. Đánh cù. Đánh cù của đồng bào dân tộc Mông. Đứng cách khoảng gần chục mét. Đấy, thả bốn cù. Để anh em đứng ở xa chọi. Đến tầm 6 mét, à, lấy đà khoảng 6 mét, trời. À, một anh trúng rồi. Rồi. À, anh biết thi đoàn xã chọi quả tốt phết. Đúng rồi. Đang còn quay, bên kia kìa. Đang còn quay bên đó đấy. Đang bảo đấy. Đấy. Cái cù đấy là cù của bí thư đoàn xã vừa mới đánh cù pha đó. Đây là đánh cù của đồng bào dân tộc Mông này, đấy nha. Mình phải ngồi xa cho nó an toàn. Đúng rồi, tốt. Bây giờ là xem các cái cù mà đã chọn trúng rồi ấy. Nếu mà cái nào mà bị chết trước, tức là không còn quay nữa thì là cù đấy sẽ thua. Mà chọi xịt thì cũng là thua. Chơi này thì vui lắm. Đây là cái cù bé đấy. Có những cái cù nó to như thế này này mọi người. To hơn cái miệng bát ăn cơm. Cầm cái đó chọi như phê. Đấy. Thả rất hay nha. Mình thì không có chơi cái cù của đồng bào Mông. Chỉ có chơi cù đồng bào Thái thôi. Hay quá nhỉ. Rồi chúng tan tác luôn. Được. Được. Đồng chí cán bộ huyện đoàn chọi rất hay. Rồi bây giờ mình quay lệ quay cận cảnh nha mọi người nhá. Mình phải đứng phía sau của họ thôi. Nếu mình đứng phía trước là nguy hiểm lắm. Hai đội đấy. Xịt rồi. Một đội hay quá nhỉ. Quả đánh nhỉ. Đấy đang còn quay. Đang còn quay bên kia kìa. Đấy. Chia thành hai đội. Một đội thả, một đội chọi. Vận động viên đứng bên này chờ để chọn này. Mình các cháu lùi ra đi. Đấy, 6 củ. Xịt rồi. Xịt luôn. À, trúng hai quả. Nhưng mà cũng chết củ luôn. Xịt hết.
này chơi rất khó, mình ngày trước chơi thử rồi đấy chứ. Đây, các chó đang đứng xem này. Trong bản hôm nay ngày nghỉ mà, nên là không đi học, các cháu ra đi chơi để xem này. Con sống không cua? Nào lại đây quay anh thử cái nào, lâu lắm rồi, đang quay đấy. Đây quay hướng dẫn là được. Ôi đánh đi kìa, đánh đi kìa. Lâu ngày không chơi và ngày trước mình có tập rồi. Ở đoạn trên em ơi, để anh lấy cho. Mình đi tìm quả cù của mình chọn. Đây. Nó lên tận đây. Mình vừa mới chọn. Này quay cho anh nhá. Để anh chơi cái nào, lâu lắm rồi. Quay kia rồi. Đang quay đấy. Cầm đi. Con kính không kìa. Phó trưởng ban dân vận đang cách quấn dây củ đây chơi, nha mọi người nha. Chơi củ với đồng bào đây, rất thân thiện với đồng bào đấy nhá. Đấy, ra tận này và cánh cọng để chơi củ ấy nhá. Tránh ra đấy nhá, tránh đi. Quay nhá. Quay rồi, vẫn quay. Đánh quả đấy, đấy, quả gần đó. Chua rồi. Chơi này vui lắm mọi người ạ. Ai thích chơi vào đây chơi cho vui này. Hay lắm. Thôi mình tập thả lại đấy nha. Lâu lắm rồi chơi. Ngày trước tập mãi. Sao được rồi. Anh cần kiểu như là đội viên cần nha. Đấy đúng rồi, đã thế. Người ta đánh xong rồi, chưa thả được. Thôi quả đâu còn đấy đâu. Đánh đi. Ủa vào. Rồi chú là đánh đi, anh quay à. Vui lắm mọi người ạ. Chọi cù này cũng là một kỹ năng đấy. Ở vị trí như này nhá, mọi người cái đội thả cù sẽ thả cho cù quay ở khu vực đó, chia đều ra mỗi đội vài quân, từ 4 đến 6 người một đội, xong đó là đội còn lại sẽ là đứng cách khoảng 6 đến 8 mét. Để chọi vào để làm sao văng được cù của đối phương ra và khiến cho cù của đối phương không còn quay nữa thì là chiến thắng. Đây các cổ động viên nhí đây này. Mình thả chưa chuẩn đâu mọi người. 2, 4, 6, 7 củ. Tốt. Vẫn đang còn quay nhá trong kia. Xịt. Chọn
Đây em cu này. Em cu này hay lắm. Đây, mọi người ở trong bản thời tiết lạnh là đốt củi như này để chơi thôi. Hôm nay thời tiết ấm hơn. Bây giờ là 12 giờ trưa. Thời tiết ấm hơn. Tốt quá. Rồi. Đây là đánh cù kiểu đồng bào Mông. Này ở Mường Lát nhé mọi người nhé. Ta đi thôi nhỉ. Đi tí còn quay ra bến đò này đấy. Đi.